ca đây. Ca ca, ca ca bố hôm nay là đi đào ngao nào. Ôi trời ơi, nào vô đây ngồi nào, vô đây ca ca vô đây ngồi. Ngồi vô đây, ngồi xuống. Rồi, cầm cái này. Rồi, đi đào ngao nhá. Phát hiện một lúa con cua này, bây giờ mình sẽ bắt con này. Tắm trong tình trạng mệt mỏi và say bia rượu, không tắm trong lúc biển động, sóng to, gió lớn đã được ban quản lý khuôn viên thông báo trên hệ thống truyền thanh bãi biển. Khi tắm phải tuân theo sự hướng dẫn nhắc nhở về nội quy tắm biển của ban quản lý khuôn viên bãi biển, nhân viên cứu hộ và bản tin của đài truyền thanh truyền hình thành phố. Chấp hành khẩu hiệu mệnh lệnh cảnh báo về công tác cứu hộ và cấp cứu biển của đội cứu hộ trong thời gian tắm biển. Thôi, đâu rồi? Cá la lại, bắt đấy. Cá sợ không? Phương tiện hình ảnh du lịch Sầm Sơn đẹp trong lòng bạn bè du khách, đồng thời đảm bảo quyền lợi sức khỏe cho du khách. Thành phố Sầm Sơn nghiêm cấm người dân không được bán hàng hải sản dưới khuôn viên bãi biển và các bến thuyền. Khuyến cáo du khách không mua hàng hải sản của những người bán hàng rong trên khuôn viên. Người lái xe điện buôn bán xe chất lơ phải đeo thẻ mặc đồng phục. Thành phố Sầm Sơn đề nghị du khách lựa chọn các xe điện xe chất lơ có biển số, người lái có đeo thẻ mặc đồng phục. Đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ nới lấn chiếm lòng đường vỉa hè trái phép, nghiêm cấm dịch vụ tẩm quất rào, ăn mày ăn xin, bán hàng rong, lôi kéo khách đi đâu, chăn thả gia súc gia cầm trên khuôn viên bãi biển và các tuyến đường, không mang bàn ghế sao bay trải chiếu bạc dưới khuôn viên bãi biển, nghiêm cấm cờ bạc, trò chơi có thưởng, cờ bạc trá hình, nghiêm cấm xả rác thải, nước thải ra lòng đường vỉa hè, đổ rác đúng giờ quy định. Có lời nói thiếu văn hóa, chửi bới, đe dọa, lăng mạ, xúc phạm, ảnh hưởng người khác, gây mất trật tự. Nghiêm cấm các tổ chức hoạt động mua bán hải sản, bán hàng rong, bán hàng nước giải khát, ăn uống, đậu đỗ xe máy, ô tô trong khu vực lưu động, bè lội. Ngồi im. Nghiêm cấm các phương tiện tham gia giao thông, đậu đỗ, tiếp đất, tiếp tay, vườn hồ trung ương. Không ăn được. Đối với các hành vi vi phạm, sẽ bị các lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh và quy định. Vì đây thì du lịch Sầm Sơn văn minh, thân thiện, hấp dẫn. Tôi nghĩ tiếp tục rút cá nhân hiện xúc thích.
Anh cào đi qua. Mình và Kaka đi đào được đếm mà đọc Kaka đọc đếm mà Kaka đếm nào 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 15 15 con Nga nào. Đấy, đấy là chạy chơi đấy. Thôi đi về nhá. Nào, Kaka vô đây nào, đi về nào. Ngồi vô. Rồi. Ngồi đây. Ngồi vô đây đi. Ngồi im đấy nhá. Này, cầm đấy này. Thôi, đi về nào. Đi.